các bạn khán giả của Sống An Lạc. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến những căn bệnh cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe của con người, bên cạnh những căn bệnh bị biến chứng di căn từ những khối u gây ung thư, thì các bệnh liên quan đến máu và huyết áp cũng rất đáng được liệt kê vào danh sách này. Trong số đó, phải kể đến căn bệnh đột quỵ. Đột quỵ có thể xuất hiện do biến chứng từ những căn bệnh khác gây nên. Tuy nhiên nhiều khi, đột quỵ lại xảy ra do chính những thói quen hàng ngày mà chúng ta không ngờ rằng chính mình lại là nguyên nhân dẫn đến những cơn đột quỵ nguy hiểm đó. Và Sống An Lạc ngày hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số thói quen dễ gây đột quỵ vào sáng sớm mà ai cũng cần phải biết để phòng tránh. Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não. Đây là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể, khiến não bộ bị thiếu oxy, không đủ dinh dưỡng để nuôi các tế bào. Trong vòng vài phút, nếu không được cung cấp đủ máu, các tế bào não sẽ bắt đầu chết. Do đó, người bị đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức. Thời gian kéo dài càng lâu, số lượng tế bào não chết càng nhiều sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng vận động và tư duy của cơ thể, thậm chí là tử vong. Hầu hết với những người sống sót sau cơn đột quỵ đều có sức khỏe suy yếu hoặc mắc các di chứng như tê liệt hoặc cử động yếu một phần cơ thể, mất ngôn ngữ, rối loạn cảm xúc, thị giác suy giảm. Có hai loại đột quỵ là đột quỵ do thiếu máu và đột quỵ do xuất huyết. Đột quỵ do thiếu máu cục bộ chiếm khoảng 85% tổng số các ca bị đột quỵ hiện nay. Đây là tình trạng đột quỵ do các cục máu đông làm tắc nghẽn động mạch, cản trở quá trình máu lưu thông lên não. Đột quỵ do xuất huyết là tình trạng mạch máu đến não bị vỡ khiến máu chảy ồ ạt gây xuất huyết não. Nguyên nhân khiến mạch máu vỡ là do thành động mạch mỏng hoặc yếu, xuất hiện các vết nứt, rò rỉ. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp phải cơn thiếu máu não thoáng qua. Đây là tình trạng đột quỵ nhỏ, dòng máu cung cấp cho não bộ bị giảm tạm thời. Người bệnh có những triệu chứng của đột quỵ nhưng chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, thường kéo dài khoảng vài phút. Đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà người bệnh cần phải lưu ý. Dấu hiệu thứ nhất, đi tiểu khi vừa thức giấc. Nếu lỡ uống quá nhiều nước vào đêm hôm qua thì đến gần sáng sẽ cảm thấy cực kỳ bí bách, buộc bạn phải thức giấc để đi giải quyết ngay vấn đề. Hành động bật dậy đột ngột để đi tiểu sẽ gây ra cảm giác choáng váng và chóng mặt bởi lúc này các hoạt động của nhịp tim, huyết áp cùng các chức năng sinh lý đang diễn ra rất chậm sau một giấc ngủ dài. Điều này đã được chứng minh là gây ảnh hưởng không nhỏ cho hệ tim mạch và não bộ. Vì vậy, thay vì ngồi dậy ngay lập tức, bạn hãy chậm rãi, ở nguyên trên giường một lúc rồi mới đi vệ sinh nhé. Dấu hiệu thứ hai, dùng quá nhiều sức khi đại tiện. Đi đại tiện vào buổi sáng là thói quen của khá nhiều người. Tuy nhiên, nếu dùng sức quá nhiều khi đi đại tiện vào lúc này sẽ khiến ổ bụng bị áp lực rất lớn. Nghiêm trọng hơn, đối với những người mắc chứng xơ vữa tiểu động mạch trong não, thì hành động này có thể gây vữa động mạch và chảy máu. Việc đi nặng vào buổi sáng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, giúp cơ thể đào thải độc tố và tâm trạng thoải mái cho một ngày mới bận rộn. Thế nhưng, bạn hãy nhớ thật nhẹ nhàng và đừng dùng lực mạnh quá nhé. Nếu mắc phải các chứng bệnh về tiêu hóa thì hãy chú ý bổ sung thực phẩm chứa nhiều chất xơ để việc đại tiện được dễ dàng hơn. Dấu hiệu thứ 3, ngồi dậy quá nhanh và quá mạnh. Cũng gần giống với thói quen thứ nhất, việc bật dậy quá nhanh và quá mạnh sẽ làm huyết áp tăng đột ngột, nhất là ở với những người có triệu chứng của bệnh tim mạch hoặc là huyết áp cao. Nhẹ thì bạn sẽ cảm thấy hoa mắt, xây sẩm mặt mày, còn nếu nặng hơn sẽ gây ra ngất xỉu, vỡ mạch máu não, đột quỵ và có thể dẫn đến tử vong. Dấu hiệu thứ tư, tập thể dục buổi sáng quá sớm. Các chuyên gia sức khỏe cho biết, việc tập thể dục quá sớm vào buổi sáng sẽ làm tăng nguy cơ ngất xỉu hoặc là đột tử, đặc biệt là có thể dễ xảy ra với những người cao tuổi. Bên cạnh đó, còn khiến cơ thể dễ bị trúng gió, viêm xoang, méo mặt, đau tim. Vậy nên nếu như bạn muốn luyện tập sau khi thức dậy thì bạn nên canh giờ sao cho đừng quá sớm và hãy chú ý khởi động thật kỹ càng cũng như là giữ ấm cơ thể bằng mũ đội đầu, nhiều lớp áo nữa. Bạn có thể cởi bỏ áo dần khi thấy người bắt đầu nóng và đổ mồ hôi. Đặc biệt, bạn cần uống đủ nước và không nên tập quá sức. Đột quỵ nằm trong số các căn bệnh gây chết người và liệt nhiều nhất thế giới. Người mắc bệnh đột quỵ đang dần trẻ hóa,
béo phì, cao huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên đột quỵ. Nhóm chuyên gia tại một đại học của Canada đã cộng tác với rất nhiều chuyên gia ở 32 nước khác nhau nhằm tìm ra những nguyên nhân gây đột quỵ hàng đầu thế giới, và họ thấy rằng là đột quỵ luôn nằm trong nhóm những căn bệnh giết người nhiều nhất. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không quá bi quan khi mà các nhà khoa học khẳng định rằng lối sống lành mạnh có thể giúp giảm đến 90% nguy cơ đột quỵ. 10 nguyên nhân gây đột quỵ hàng đầu thế giới bao gồm: nguyên nhân thứ nhất, cao huyết áp. Tại Mỹ, hơn 3 triệu người bị chẩn đoán mắc cao huyết áp mỗi năm. Người bị xem là cao huyết áp khi huyết áp họ trên mức 140/90. Các bác sĩ khuyên người cao huyết áp nên tránh ăn muối và cần tập thể dục đều đặn. Các nghiên cứu cũng cho thấy tránh được cao huyết áp có thể giúp giảm 48% nguy cơ đột quỵ. Nguyên nhân thứ hai, lười tập thể dục. Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp giảm 36% nguy cơ đột quỵ. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyên mọi người nên đi bộ ít nhất 30 phút trên ngày với cường độ trung bình, thực hiện 5 ngày trên một tuần. Nếu đi bộ nhanh thì đi trong 25 phút trên một ngày và 3 ngày trong tuần. Ngoài ra, mọi người cũng nên tập luyện cơ bắp cường độ mạnh hoặc đẩy tạ 2 ngày trên một tuần. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cũng khuyến khích các hình thức tập luyện khác như đạp xe, bơi lội và một số môn thể thao phổ biến. Nguyên nhân thứ ba, chế độ ăn uống không lành mạnh. Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn nhiều chất xơ, rau, đậu, trái cây, ăn nhiều thịt nạc hơn thịt đỏ, tránh các món nhiều chất béo và đường để cải thiện sức khỏe. Chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp giảm khoảng 20% nguy cơ bị đột quỵ. Thứ tư là do béo phì. Tổ chức Y tế Thế giới WHO xem béo phì là một dịch bệnh và nó có tác động rất xấu lên sức khỏe tim mạch của hàng triệu người. Một số nghiên cứu gần đây thậm chí còn cho rằng có rất nhiều người béo phì nhưng không nhận ra những hạn chế trong tính toán chỉ số khối cơ thể. Thứ năm, hút thuốc lá. Hút thuốc lá có thể làm tổn hại màng lót bên trong của động mạch, kích thích sự tích tụ chất béo tại đây. Tình trạng này lâu dài có thể dẫn đến đau thắt ngực, đau tim và đột quỵ. Bỏ thuốc lá sẽ giúp giảm khoảng 12% nguy cơ đột quỵ, nghiên cứu cho biết. Nguyên nhân thứ 6, các bệnh liên quan đến tim mạch. Đột quỵ có hai loại chủ yếu. Loại thứ nhất là đột quỵ thiếu máu cục bộ gây ra do cục máu đông. Loại này chiếm khoảng 85% trường hợp bệnh. Loại còn lại là đột quỵ xuất huyết hoặc xuất huyết não, chiếm 15% còn lại. Một trái tim khỏe mạnh có thể giúp giảm 9% nguy cơ mắc cả hai loại đột quỵ trên. Nhiều căn bệnh về tim như rung nhĩ, loại bệnh tim khiến nhịp tim không đều, thường gây ra do béo phì, tiểu đường, hút thuốc, chế độ ăn uống không lành mạnh, căng thẳng và lười tập thể dục. Thứ 7, tiểu đường. Những người mắc tiểu đường có nguy cơ cao phát triển cục máu đông. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ. Các nghiên cứu cho thấy kiểm soát tiểu đường giúp giảm 4% khả năng bị đột quỵ. Thứ 8, rượu bia. Huyết áp cao là nguyên nhân gây đột quỵ và rượu bia được xem là một tác nhân chính. Uống nhiều rượu bia theo thời gian sẽ làm tăng huyết áp. Rượu bia cũng góp phần làm tăng khả năng bị tiểu đường, cao huyết áp và rung tâm nhĩ. Nếu như bỏ được rượu bia sẽ giảm được 6% nguy cơ đột quỵ. Nguyên nhân thứ 9, căng thẳng. Các nghiên cứu trước đây cho thấy trầm cảm, căng thẳng và lo lắng sẽ làm gia tăng nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là ở người già. Trong nhiều trường hợp, chính những trạng thái tâm lý tiêu cực trên làm dễ dẫn đến các thói quen xấu như là hút thuốc, uống rượu và lười luyện tập. Nguyên nhân thứ 10 là hàm lượng cholesterol trong máu. Mức cholesterol trong máu cao sẽ dẫn đến rối loạn lipid máu, làm tắc nghẽn động mạch, hạn chế lưu lượng máu lưu thông đến tim, khiến đột quỵ dễ xảy ra. Thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp giảm 27% khả năng bị đột quỵ. Tiếp theo là một số cách để phòng chống và ngăn ngừa đột quỵ. Thứ nhất, chế độ ăn uống cân bằng dưỡng chất. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nguy cơ đột quỵ giảm đến 25% chỉ nhờ chế độ ăn uống điều độ khoa học. Các chuyên gia khuyến cáo, chế độ ăn uống giúp giảm nguy cơ xơ vữa động tốt nhất là có đầy đủ protein, khoáng chất và vitamin. Một số loại thực phẩm tiêu biểu giúp phòng ngừa hiệu quả nguy cơ tai biến mạch máu não. Các loại trái cây cung cấp nhiều vitamin C, kali như cam, bưởi, chuối, K2,
các loại trái cây có vị chua giúp hạn chế sự hình thành các cục máu đông trong huyết mạch. Các loại rau củ giàu chất xơ như rau súp lơ, rau bắp cải, rau muống, cải bó xôi cho đến các loại hạt họ đậu, ngũ cốc sẽ giúp làm giảm thiểu cholesterol và tăng tuần hoàn máu não. Các bạn cũng nên bổ sung đa dạng các loại gia vị như hành khô, ớt, tỏi, hạt tiêu, vừa làm tăng hương vị thơm ngon cho món ăn lại vừa có thể hỗ trợ rất tốt cho tim mạch. Chất béo từ thực vật cũng là một loại thực phẩm tiêu biểu giúp phòng ngừa hiệu quả nguy cơ tai biến mạch máu não. Dầu vừng, dầu đậu nành, dầu lạc có tác dụng hiệu quả trong việc giảm thiểu lượng mỡ thừa, mỡ máu bám trên thành mạch. Các loại cá giàu axit béo omega 3 như cá ngừ, cá trích, cá hồi giúp làm ngăn ngừa cục máu đông gây tắc mạch máu. Các bạn cũng cần duy trì chế độ ăn nhạt vì ăn mặn là nguyên nhân khiến hàm lượng natri tăng cao và gây nguy cơ cao huyết áp. Không nên ăn nhiều mỡ từ động vật, đồ ngọt, đồ ăn giàu tinh bột. Tránh xa các loại thực phẩm có nhiều phẩm màu, hạn chế các loại đồ uống có chất kích thích và gây hại cho sức khỏe như bia rượu, thuốc lá, cà phê, trà. Nên uống tối thiểu 2 lít nước mỗi ngày để thanh lọc cơ thể. Thứ hai, điều chỉnh chế độ sinh hoạt hợp lý. Song song với chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh, chế độ sinh hoạt điều độ cũng là điều không thể bỏ qua. Và đây cũng là một trong những tiêu chí bắt buộc giúp phòng chống đột quỵ tai biến cực đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được. Bạn cần tăng cường luyện tập thể dục thể thao nhằm giúp lưu thông máu dễ dàng hơn. Tập thể dục thường xuyên, mỗi ngày tối thiểu 30 phút đã chứng minh được tác dụng giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, đột quỵ lên tới 50%. Không để đầu óc rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng quá mức. Hãy tiết chế giữa công việc và việc nghỉ ngơi, thư giãn để trí não được giải phóng áp lực. Tuyệt đối tránh tắm khuya, không tắm nước quá lạnh hoặc quá nóng. Không nên đi tắm khi vừa vận động thể lực mạnh, toát mồ hôi. Vào mùa đông, các bạn cần thay đổi thời gian sinh hoạt hợp lý hơn. Không thể dục quá sớm khi trời vẫn còn nhiều sương và lạnh. Buổi tối nên tắm sớm hơn, tốt nhất là trước 8 giờ tối. Và tránh ra ngoài khi nhiệt độ bên ngoài chênh lệch quá cao. Thứ ba, khám sức khỏe định kỳ. Khám sức khỏe định kỳ là cách phòng chống đột quỵ tai biến cực kỳ đơn giản nhưng không phải ai cũng làm bởi vì ngại sự chờ đợi, sợ phát hiện mình mắc bệnh lý nguy hiểm nào đó và có một cái tư tưởng là đã khám bệnh thì thế nào cũng có bệnh. Đây là quan niệm cực kỳ nguy hiểm và sai lầm bởi vì bạn sẽ có tâm lý chủ quan và khi mà bị bệnh nặng rồi mới đi khám chữa thì lúc đó không còn kịp nữa. Với máy móc thiết bị hiện đại và bác sĩ chuyên môn tay nghề cao tại các bệnh viện, bạn sẽ được khám tổng thể về sức khỏe và sẽ được phát hiện sớm những căn bệnh nguy hiểm. Thứ tư, phòng ngừa đột quỵ bằng sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Có nhiều thống kê cho thấy khi con người bước vào độ tuổi trung niên cũng là đồng nghĩa với sự lão hóa dần và cũng là lúc những căn bệnh tiềm ẩn có cơ hội bùng phát, trở nên khó kiểm soát hơn, là nguy cơ tai biến mạch máu não tăng cao. Vậy nên cũng có câu nói, tuổi trẻ bỏ sức khỏe để kiếm tiền, tuổi già bỏ tiền để mua sức khỏe. Chính vì vậy, các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo mọi người nên sử dụng sản phẩm bảo vệ sức khỏe lành tính ngay khi bước qua ngưỡng cửa 40. Đây cũng là cách phòng chống đột quỵ tai biến, cực đơn giản. Nhưng cái khó chính là làm sao để tìm được sản phẩm bảo vệ sức khỏe an toàn, đạt đủ tiêu chí, hiệu quả, an toàn, không tác dụng phụ và không gây phụ thuộc vào thuốc. Những thói quen tưởng như vô hại thế nhưng tiềm ẩn trong đó lại là những nguyên nhân dẫn đến một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất thế giới đối với sức khỏe của con người. Với những thông tin mà Sống An Lạc mang đến cho quý khán giả ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng đã phần nào giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về đột quỵ cũng như là những thói quen cần loại bỏ để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.